với công trình Bà Rịa Vũng Tàu. Công trình này dùng cho phòng sạch nuôi cấy đông trùng mạ thảo. Hôm nay Thợ sẽ review cho các bạn cái công trình mà Thịnh Phát vừa thi công xong. Chúng ta cùng đi tham quan một vòng nào. Đây là cánh cửa cũng do Thịnh Phát cung cấp và thi công luôn. Đây là cửa ban len nha khách hàng. Chúng ta cùng đi vào nhé. Ở bên trong là các phòng nhỏ để chia rẽ ra làm phòng nuôi cấy đông trùng mạ thảo. Chúng ta cùng đi tham quan từng phòng một để các anh chị thấy rằng cái mô hình này cũng là do Thịnh Phát thi công. Nó chắc chắn từng đường keo, xét về từng đường keo ở dưới này. Đối với bề mặt này thì là bề mặt phẳng keo, các anh chị thấy không ạ? Thịnh Phát đi chi tiết từng đường keo một và ổ điện này. Ổ điện đi rất là gọn. Các anh chị thấy rằng cái mô hình này thực sự thi công xong nhận được sự hài lòng của khách hàng. Đấy là một niềm vui của Thịnh Phát. Và các anh kỹ thuật của Thịnh Phát đã cố gắng hết sức mình để đem lại một cái căn phòng sạch để cho khách hàng hài lòng nhất và tiện dụng nhất. Chúng ta cùng đi ra bên ngoài này nha. Đối với ở ngoài này thì một bên này thì nó sẽ được làm bằng kính đó. Còn đâu các ba cạnh còn lại sử dụng panel ABS. Đây là một cái không gian mới của cái công trình này. Ở bên trong còn rất là nhiều. Tiếp theo, các anh chị thấy đấy, tất cả các phòng nuôi cấy đông trùng mạ thảo thì nó đòi hỏi cái nhiệt độ rất là tốt thì đều được gắn máy lạnh hết. Chúng ta cùng đi tới cái phòng tiếp theo nào. Các bạn thấy rằng ở đây dùng rất là nhiều cánh cửa. Tất cả cái cửa ở đây Thịnh Phát đều cung cấp và thi công hết. Thịnh Phát cung cấp trọn gói cái công trình này dùng panel. Đây cũng có máy lạnh luôn. Đây là một cái phòng nhỏ này. Các anh chị thấy rằng mỗi phòng nối liền với nhau. Đây là bên trong. Phòng rất là rộng luôn. Các anh chị thấy vậy, nó chia thành nhiều ngăn tạo cho khách hàng có nhiều căn phòng để chúng ta mỗi phòng nó có những chức năng riêng. Ở bên trong còn rất là nhiều. Đây là một cái phòng rất là lớn, lớn nhất luôn. Chắc đây là cái khâu đóng gói. Một công trình như thế này thực sự nó đòi hỏi, thứ nhất là nó tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư, tiết kiệm thời gian dựng lên một căn phòng cho chủ đầu tư. Và thực chất đối với bề mặt thi công của nó cũng rất là dễ dàng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ Thịnh Phát. Cảm ơn mọi người.